Kiều Thứ Hai chia sẻ về lần đầu đóng phim, hoang mang vì một hành động của Trường Giang. Kiều Thứ Hai lần đầu lấn sân diễn xuất đã có cơ hội hợp tác cùng danh hài Trường Giang và Hoa hậu Tiểu Vy. Tuy nhiên, nam rapper tiết lộ giai đoạn đầu, anh đã gặp khá nhiều khó khăn. Kiều Thứ Hai, tên thật Trần Minh Hiếu, là một trong những thí sinh có lượng fan đông đảo nhất kinh ập giáp. Sau chương trình, anh tung ra nhiều bài hát mới và đều nhận được sự yêu mến lớn từ khán giả như Dynamic Duo, Mamma Mia, Nghe Như Tình Yêu, Vệ Tinh. Tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm, Kiều Thứ Hai cũng được khen ngợi bởi sự thông minh, hài hước một cách duyên dáng nhưng đôi lúc cũng khá ngây ngô, đúng chuẩn mầm non giải trí. Là rapper quen mặt với khán giả nhưng ở lĩnh vực diễn xuất, Kiều Thứ Hai vẫn là một tấm chiếu mới. Khá may mắn, khi lần đầu đóng phim, anh đã được đóng chung với đàn anh Trường Giang, một nam nghệ sĩ nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, anh từng có duyên gặp gỡ với Hoa hậu Tiểu Vy trong chương trình 2 ngày 1 đêm, nên khi đóng chung trong phim Chủ tịch Giao hàng đã giảm bớt được sự ngại ngùng, dễ hợp tác ăn ý hơn. Đặc biệt, Kiều Thứ Hai và Tiểu Vy còn là trai xinh gái đẹp có tiếng của showbiz Việt, nên khi cả hai ở cạnh nhau, Vy rùa bùng nổ khiến nhiều người dù chưa xem phim nhưng vẫn muốn trèo thuyền. Chia sẻ về lần đầu lấn sân diễn xuất, Kiều Thứ Hai tâm sự có lúc anh thấy mất tự tin, Hiếu là người thích và nghiên cứu phim khá nhiều. Hồi nhỏ, Hiếu từng có ước mơ được đi đóng phim, nhưng bản thân chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo bài bản nên không biết phải diễn như thế nào. Thời điểm anh Trường Giang gửi lời mời Hiếu đóng Chủ tịch Giao hàng, Hiếu cảm thấy rất vui. Lúc đó, Hiếu nghĩ rằng dự án có anh Giang, một người rất thương, đàn em nên chắc anh ấy sẽ hỗ trợ để hình ảnh của Hiếu lên phim ổn nhất có thể. Nhờ vậy mà Hiếu cảm thấy an tâm hơn.